Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh hướng dẫn để đặt các mai thời trang của Bích nha. Mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái áo cổ bà Lai, cho người trung niên. Có một cái chị một cái chị học viên yêu cầu nhờ chỉ cắt. Thì hôm nay mình hướng dẫn sẵn quay lại đặng cho các bạn cùng xem luôn ha. Rồi chuẩn bị dụng cụ nha. Áo cổ bà Lai. Đồ bộ nhưng mà cổ bà Lai. Có một chị học viên chị không biết cắt cho nên là chỉ nhờ hướng dẫn, thì sẵn là hướng dẫn mình quay cho các bạn xem luôn. Hôm nay trực tiếp trên đây rồi mình mới up qua bên YouTube, tại vì bên YouTube hôm nay quay không được, quay là nó bị phạm bản quyền cho nên là vòng hát karaoke nhiều quá không quay được. Rồi mời các bạn cùng xem nha. Nghe rõ không mọi người ơi? Có ai nghe rõ không? Nghe có rõ thì trả lời giùm nha, không rõ cũng trả lời giùm nha, tại vì không có đeo micro cho nên là nói như vậy là hết cỡ rồi. Nếu mà không rõ thì mình hello Lily Bùi. Nếu mà nghe không rõ thì mình nói lớn hơn xíu. Áo bà Lai cho người trung niên nha, cái người lớn lớn tuổi xíu. Giải thì chất giải nó không có độ giãn, chất giải nó theo kiểu như là xô len hoặc len lụa những cái nơi đó, nó không có độ giãn. Thân sau, chào mọi người nha. Bây giờ thân sau, bây giờ mình cắt thân sau trước nha. Số đo đây mình sẽ làm là ngực 92, dài 62 ha, dài 62, ngực 92, eo 78, mông 96, dài 62, ngực 92, eo 78 và mông 96. Áo này thì cài nút cho nên là thân sau mình không có xẻ sống mà mình phải xếp giấy đôi, mình xếp đôi giấy nha. Rồi lấy cơ bản áo là từ ở trên cổ nè. Các bạn chú ý là cái công thức của mình là tất cả các áo đều phần trên nó giống nhau. Mình chỉ thuộc cái cơ bản này thôi, thì mình có thể chế biến ra rất nhiều cái công thức khác nha, cái áo khác. Thì ở trên đầu cổ nè, xuống đây 4 sân để hạ cổ cho mình ha, 4 sân. Hạ cổ sau nè. Các bạn gạch ngang. Rồi bắt đầu cái phần này hạ cổ xong đó, mình tới hạ nách thì các bạn ngực nè, ngực chia tư, ngực có là 92 chia làm 4 là nó là 23, các bạn trừ cho mình 2 xăng nha, nó còn 21.
là 35. Chiều dài áo 62 thì người nó cao khoảng chừng 58, 1m58. Nó 58 tới 1m6 nha. Thì mình hạ eo là 35. Rồi chiều dài áo luôn 62. Bốn cái đường cơ bản đã rồi, bây giờ mình sẽ chia bạn nha. Ngực chia tư, ngực chia tư cộng 2 cho bạn nha. Ngực 23, 92 chia 4 là 23, cộng 2 là 25. Eo này thì có ben, eo có chích ben thì các bạn dưới cái áo này có cài nút cho nên là thân sau nó cũng ôm ôm chứ nó không có, nó không phải là rộng. Thì ở đây mình eo mình chia làm 4, mình cộng cho 4 nha. Eo chia tư cộng 4 thì eo nó là 78, chia tư là 19 rưỡi, 19 rưỡi mình cộng 4 là 23 rưỡi. Cộng 4 78, 19 rưỡi cộng 4 23 rưỡi. Rồi mông các bạn, mông 96 nè, chia làm 4. Mông 96 chia 4 cộng 2. Nếu mà cái mông nó cân đối với cái người, còn nếu mà cái người nào mà ngực á, nó lớn mà mông nó teo á thì các bạn cứ lấy cái chiều ngang ngực và chia làm 4 và cộng thêm 2 xăng. Còn ở đây là mông thì mông lớn hơn ngực, mông lớn hơn ngực cho nên là người này cũng cân đối, cho nên mình lấy số mông mình chia ra mình cộng thêm 2. Mông là 96 chia 4. Mông 96 chia 4 là 24, 24 cộng 2 là 26. Rồi. Còn vai thì người này chưa có vai. Ngực 92, mông 96 dài 6, mông 92 này người dài mình lấy là 38 xăng, vai 38 nha. Còn vai thì vai mình chia 2 cộng 1. 38 chia 2 là 19 rưỡi cộng 1 là 20 rưỡi nè. Cổ. Ngang cổ cơ bản này thì là mình lấy 7 phần rưỡi nha, 7 phần rưỡi cổ cơ bản. Rồi bắt đầu mình gạch từ cái điểm 7 phần rưỡi này xuống dài là độ xéo, mình lấy cái độ xéo 4 xăng. Vuông cái cổ. Rồi bây giờ mình đánh cái eo nè, đánh cái vòng eo nè, xuống đây. Ngang cái phần bụng nè, cái phần này người lớn tuổi thì nó hay có cái nay, thì các bạn lấy từ cái điểm eo xuống cho mình là 12 xăng ha, 12 xăng tới đây. Thì đây là cái điểm của cái nay của người, cái người mà lớn tuổi chút xíu là có cái nay bung bung ra đó. Thì mình ngang đây cái vị trí này nè, cái mình đánh hơi no ra, thay vì mình gạch xéo như vậy thì nó thẳng đúng không? Nhưng mà chỗ này nè, các bạn đánh bung ra một chút xíu. Rút vô. Đó, mình đánh no ra một chút ha, mình đánh no ngay cái chỗ vị trí này nè. Rồi ở đây các bạn cho mình giảm like lên 1,5 cm nha, 1 cm tới 1,5 cm. Nó nằm khoảng đó thôi chứ 1,5 cm thì nó hơi bầu quá. Ở đây là 1,2 cm ha, mình giảm like lên, mình giảm bên sườn nè, giảm lên. Rồi mình chừa like này là bích chừa cho 2,5 cm. Xong rồi là cái eo nè, chừa đường mai ra. Áo này là áo không có thun, giải không giãn, thì mình tạm thời mình
mình phải chừa đường mai hơi lớn lớn tí xíu, đừng mai chừa nhỏ quá nha. Chừa khoảng 2 xăng. Nếu mà mai đầu khách, mai đầu khách thì các bạn nên chừa 2 xăng nha. Thân là tạm thời thân mình xong, bạn thấy rõ không ạ? Bây giờ tới mình gắn nách nè, nách thân sau. Nách thân sau thì mình lấy cái phần dai nha, dai ngang là 20 rưỡi, mình trừ đi 2 cm rưỡi, mình trừ đi 2 cm rưỡi ha, 20 rưỡi trừ đi 2 cm rưỡi còn 18 đúng không? Thì đây mình lấy vô 18 để mình vẽ cái dai. Rồi, các bạn chia 3 đoạn này ra, chia 3 đoạn dai ra nè, 21 nè, chia 3 là 7 nè, 14 nè, các bạn gạch như thế này. Rồi, chia 2 đoạn này ra. Rồi, các bạn chia 3 cái đoạn này ra, là 1 phần 7, 5 phần nè, chia 3 đoạn 7 nè. Rồi thì đây nè, cái điểm này thì nó giữ đúng ở chỗ này. Chỗ này các bạn vô cho mình 5 ly. Rồi chỗ này là lấy 1 phần 3 của bên ngoài. Chia 3 nè, lấy 1 phần 3 bên ngoài nha. Rồi bắt đầu mình đánh phần nách. Sẽ đánh cái dòng nách thân sau. Rồi đây là tạm thời mình đã xong cái thân. Thân Nga bỏ xong, mình thân cái xong cái phần thân bên đây, bây giờ mình chia cái ben, mình làm ben nha. Bốn rưỡi chia đôi nè. Rồi, mình sẽ lấy điểm giữa này, mỗi bên là 1/2, là 2/2 nha. Xuống là tùng, xuống tùng này thì mình lấy xuống 17 cm thôi, đừng có sâu, đừng có dài quá, từ eo xuống 17 cm thôi ha, là mình làm cái chót bên của thân sau. Trên này thì mình có mình đụng ngang cái phần nách luôn, ngang cái mít nách luôn. Ở đây là có cái ben, rồi có cái cổ. Phần của cổ bà Lai này thì mình chỉ khoét là cổ cơ bản thôi. Bây giờ đang là cổ cơ bản, cái người này là ngực ngực là ngực 90 thì mình có thể là cái dòng cổ này nè. Bây giờ cái dòng cổ này mình sẽ khoét cơ bản nè. Tại vì cổ bà lai thì nó không có ra khi mai á, là cái cổ nó phải dựng lên, nó dựng lên 2 cm rưỡi hoặc 3 cm, thì mình sẽ không cắt cái cổ nó ra, nhưng mà mình chỉ để cái cổ như cổ sơ mi gì đó, thân sau nó để y như cổ sơ mi nha, không có khác gì hết. Rồi mình vẽ cái độ cong của nó thôi. Nếu các bạn nào thích cái cổ bà Lai mà nó hơi đưa ra ngoài á, hơi mà không sát chân cổ á, sát chân cổ nó nóng á, thì mình sẽ cho, cũng có thể cho ra ngoài 1 cm, là tối đa là 1 cm thôi nha, 8 cm thôi, đừng có ra xa quá. Ví dụ như các bạn muốn thích cái cổ bà Lai mà nó hơi ra ngoài một xíu, hơi ra chân, cái chân nó hơi ra ngoài một xíu, mặt sát quá nó khó chịu, thì mình có thể mình cho cái này nè, mình cho cái phần này nè, đó, lơi ra một chút.
còn cổ cơ bản sát chân là nó là cái số đo này rồi, chứ nó không thể nào thay đổi được, trừ khi nào người nào mập lắm nó mới qua khỏi cái số đo này. Còn cổ cơ bản là nó chỉ 7,5 tới 8 phân thôi, không có hơn nữa được nha. Đó. Nếu mà mọi người thấy cái cổ mà mình thích mặc cái cổ bà lai mà nó hơi đưa ra ngoài, nó không có sát chân cổ, thì mình có thể cho ra đây một xăng, có thể cho ra ngoài một xăng. Cái này thì mặt nó sẽ hở ra ngoài đó, nó không có ôm cho chân cổ. Còn thân sau thì mình cứ giữ y như vậy, không có được xuống nữa nha. Rồi phần này là mình cắt ra, mình mới làm thân trước. Út Nguyễn ơi, hỏi cái gì? Mình không nhìn, không có kiến rồi, không nhìn thấy đường. Chị ở đâu hả? Chị ở quận 12, phải tới quận 12 nha. Rồi, chào mấy chị mình nha. Chào hết trong group nha. Rồi, bây giờ mình cắt cái này ra ha. Nhớ là chỗ này không được cho nó u lên nha, nó phải tròn chứ nó không được u lên, nó không được mô lên mấy sau. Đó, mình bây giờ mình làm cái cổ này nó hơi ra ngoài một xí nè. Đó, nó hơi ra một tí, đừng hỏng sát thì mình sẽ khoét ra khỏi căn bản một chút. Khỏi cái phần căn bản một phân là tối đa nha, đừng có hơn nữa. Phần trên vai và cổ và nách mình đã cộng thêm một phân đường may rồi, lúc mình đo ngang cái vai nè là vai chia 2 cộng 1 đó, thì mình đã cộng rồi đường may rồi, cho nên là phần đó mình không có cộng thêm đường may nữa nha. Phần này các bạn cứ một phân mình ráp tới thôi, tức là cứ ráp đủ một phân là được, đừng có ráp đường may to quá, tại vì những cái đường này là không có nới bóp, không nới không bóp, tức là may bắt đầu từ khi mình may cho tới cái ngày mình cái áo mình rách luôn, thì những cái đường này nó cũng không có cần phải nới bóp gì hết á, cho nên mình không cần phải chừa đường may lớn, mình chỉ đè một phân mình may vô thôi. Đó, có nới bóp hay không là cái đường này nè, có nới bóp hay không là cái đường sườn này nè, cho nên cái đường sườn này bắt buộc mình phải chừa lớn nếu mình may đầu khách nha. Mình may đầu khách thì mình phải chừa hơi lớn một xíu. Bạn nhầm khi khách có người ta thích mặt rộng hơn, mình có đất để mình nới. Đây là cái thân sau hoàn thành ha. Lấy những dấu ben xuống. Rồi bắt đầu mình làm thân trước. Thân trước thì có cài nút, cho nên mình chỉ làm một miếng thôi. Giấy mình làm chú chiếc, không có làm đi đôi nha. Rồi thân trước thì mình sẽ gạch chừa một xăng đường may nè, một xăng đường may thôi nha. Rồi mình đặt cái thân sau, đặt cái thân sau vô ngay cái đường đường may đó, ngay đường may phần đường may luôn. Bấm cho nó chắc như vậy.
xong mình lấy cái thước sang cái mí nách nè xuống nè, mí eo xuống nè, mí lai xuống nè, mí lai như mình sườn ha, cắm mí lai bên sườn. Xong các bạn cho sọt thân trước xuống 2 xăng nha, thân trước sọt xuống 2 xăng. Rồi các bạn đánh bầu nè, đánh bầu cái thân trước xuống. Xa dạt đó, xa dạt thân trước xuống. Xong bên sườn này, bên sườn này mình cứ đánh theo cái sườn này thôi. Nếu mà cái người nào cái ngực nó to mà nó cái dáng mà hơi nảy ha, cái thân trước đó, cái ngực nó nảy ra thân trước đó, thì bây giờ mình sẽ làm cái bên ngực xéo được này. Mình sẽ làm cái bên ngực ở đây nha, giống như áo dài vậy đó, làm cái bên ngực giống như áo dài. Không biết cái dáng người này có bị như vậy hay không, nhưng mà đặc biệt nếu mình làm cái bên đó thì mặc cái áo nó sẽ đẹp hơn là không có. Thì thôi bây giờ mình làm luôn nha, mình làm cái bên ngực luôn ha. Nếu làm cái bên ngực á thì ở đây các bạn xuống cho mình ngang ngang 2 xăng luôn nha, tức là bên đây hai xăng luôn nè. Bên đây 2 xăng thì bên đây phải 3 xăng, tại vì hồi lúc mình nãy mình giảm cái lai lên đây lên 1 xăng rồi, mình giảm lên 1 xăng rồi, thì bây giờ mình làm cái phần lai chỗ này xuống đây 3 xăng nè, từ mí này xuống đây 3 xăng và đây xuống đây chỉ 2 xăng thôi là đủ lại ha. Rồi cổ thì mình sẽ gạch ngang cái đường cổ nè. Đó. Gạch ngang cái đường mực cổ này, dỡ cái mí thân sau lên. Gạch ngang. Rồi mình mở kim ra. Rồi lúc này mình sẽ đưa cái thân xuống, mình đưa cái thân sau này xuống cho bằng cái mí bên này, bằng cái mí lai. Mình vẫn giữ cái khoảng này, mình vẫn giữ chỗ này cho bên đây nè, cho nó bằng nha. Mình đưa cái thân xuống cho nó bằng ở dưới mí lai nè, mình sang giấu lại cái eo nè. Rồi mình sang giấu lại cái đường sườn nè. Đó, mình lấy cái đường sườn lại nha. Là mình sẽ gạch cái đường eo này xuống đây. Xuống đây bỏ làm sao ra đường em xuống. Rồi. Xong rồi các bạn gạch cái đường nách vô. Gạch cái đường nách vô ha. Xong rồi mình sẽ làm cái bên thân trước nè. Thân trước thì mình lấy từ đỉnh này vô cho bích là từ đỉnh điểm này nha. Điểm này đường mực nè, lấy vô chính xăng để lấy cái rộng của rộng ngực á, cái rộng ngực. Thì mình lấy bề ngang nó vô từ cái điểm mực này nè, vô là chính xác. Đặt thẳng. Ở trên mí cổ này, ở trên mí chỗ cái mí cổ nè, mình lấy xuống là 2. Ngực 90 ngực 92 thì các bạn có thể lấy cái chiều hạ ngực á là 25 xăng. Cái này có thể mình sẽ đo số đo trên người. Còn cái này mình lấy theo cảm tính thì mình lấy khoảng 25 xăng. Cái người mập lên thì lúc nào cái ngực nó, cái đầu ngực nó cũng phải thắt xuống. Size M thì thường thường ở đây size M thì mình sẽ lấy là 24. Chào Truyền Nguyễn nha, chào mọi người nha. Rồi bên đây mình làm cái bên luôn nè. Cái bên thì mình cũng làm 1/2 thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái chia cái phần bên bên ngực ha, chia phần bên này. Nếu mà cái ngực lớn á thì mình nhấn cái bên này hơi to một tí, nhấn bên này hơi to một tí nha, có thể lên tới 4 xăng. Thì ở đây mình chỉ có 3 xăng thôi. Này. Ở đây mình chỉ có 3 xăng thôi, làm sao mình nhấn được 4 xăng? Làm sao mình để nhấn được 4 xăng thịt ở đâu mình nhấn vô?
Thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn, mình nhóng lên đây một xăng nè, lên cái phần nách một xăng nha, lên nách một xăng, rồi phần cổ. Phần cổ thì ở đây các bạn gấp cái dây xuống, mình để cái vị trí như thế này, mình gấp cái dây xuống hai xăng. Đây mình gấp cái dây xuống nè, mình gấp xuống hai xăng ha. Mình lấy cái độ chòm dây đó thì mình bẻ tới đâu, mình bẻ tới đâu thì mình chấm dấu tới đó. Dù giờ mình bẻ tới đây thì mình sẽ chấm cái miếng dây tới đây. Bên này cũng vậy, mình bẻ tới đây thì mình chấm cái miếng dây tới đó. Rồi. Các bạn lấy cho mình từ đây nè xuống đây là 4 xăng. 4 xăng nha. Rồi các bạn lấy từ điểm dây này gạch xuống 4 xăng. Rồi, nó đã xong cái phần vai ha. Rồi tới cái phần kích ngực. Kích ngực thì các bạn lấy từ ở chỗ cái ngực nè, từ chỗ cái đường ngực nè, các bạn lấy lên cho mình là 5 xăng thôi, 5 xăng ha. Ngang cái phần kích ngực này á thì nó sẽ có số đo cụ thể, nó sẽ có số đo cụ thể từng người. Nhưng nếu các bạn không lỡ mà các bạn quên, các bạn không đo thì các bạn cứ lấy chuẩn cái size M là kích 84 là nó là 31 xăng. Thì cái này kích của size này là 90 ở 92. À, 84 lên 92 là nó ra mấy xăng thì mình sẽ nhích ra, chỗ này nó rất là nhỏ, chỗ này nó rất là ít. Thì bây giờ mình sẽ nhích ra chỗ này là một phân nha, một phân. Thì 31 là chia làm đôi nó là 15 rưỡi, thì chỗ này bây giờ mình sẽ lấy 16 rưỡi. 16 rưỡi cộng một xăng đường mai là 17 rưỡi. Còn không nữa đó, còn không các bạn cứ lấy vuông góc cho mình, vuông góc theo kiểu này nè, đó. Đặt cái thước cho nó vuông góc như vậy ha. Đó, vuông góc vô. Mình hơi là đó. Vuông góc vậy là được nè. Đặt cái phần đầu thước nè cho nó vuông góc vô, còn lấy cái độ xéo, lấy cái độ xéo của cái đường ngực này. Xong rồi, các bạn sẽ chia cái đoạn này ra làm ba luôn. 17 nè, 6 phần non này, đây. Thì mình sẽ chỗ này là chấm cho hai xăng đường mai nè, hai xăng đường mai mình bỏ riêng ra ngoài nha. Mình lấy cái điểm này đó, mình sẽ chia như thế này để mình làm đôi, mình chia ra để mình lấy cái đắt trước. Mình cũng chia ba đoạn này ra luôn, 6 là 2 nè. Rồi bây giờ mình đặt cái thước vô, vẽ cái độ cong nách này nè, nó rất là cong nhiều đó. Mình sẽ vẽ như thế nào để cho chỗ này nè nó vuông góc nè, đó cái thước này mình chỉ vẽ được một đoạn thôi, mình sẽ nối tiếp ở đây. Nhưng mà chỗ này mình sẽ vẽ cong lên đây, vẽ cong lên cái điểm này để mình lấy lên một xăng, để mình bóp cái bên này cho nó lớn lên, bằng cho cái mặt cái ngực nó không có, nó thoải mái cái ngực ha. Nếu mà nó cong lên đây mình kéo xuống đây thì chỗ này nó sẽ cũng không cũng thẳng như vậy, thì chỗ cái nách này nè khi mặt nó cũng thẳng luôn. Bây giờ mình chỗ này bắt đầu từ nơi này mình uốn dẫn lên nè, đó các bạn uốn cong thẳng lên, dẫn lên đây đó, dẫn lên nè, cong ở chỗ này sâu như thế nè, chỗ này dẫn lên. Rồi mình khép lại làm một cái bên ngay giữa, chia làm đôi bằng này ra, chia làm đôi từ cái điểm này xuống tới điểm này 18 là chính nè. Mọi người đè ngay cái chỗ chính và gạch thẳng ra đây cho mình, nhắm cái thước gạch thẳng ra. Nhưng mà nó sẽ không tới nha, khoảng đây thôi, khoảng tới đây thôi ha. Mình lấy từ cái cửa nè, cửa áo nè, vô đây cho mình là 14 xăng, 13 xăng rưỡi thôi.
Rồi các bạn sẽ lấy chở xuống nha. Để chở xuống là mình sẽ làm 4 xăng. 4 xăng cho cái đen. Vậy là nó đã vừa, như vậy là nó vừa, cái độ xéo nó cũng vừa luôn, nó không có bị xéo xéo sâu quá. Rồi bây giờ là phần cổ, phần này thì mình sẽ tạm thông. Phần này các bạn gạch thôi, nó cho nó ra ngoài một xíu, đặng một lát mình xếp rồi mình mới gọt sau. Rồi bây giờ tới phần cổ là nó có một cái miếng bo bên ngoài là cổ bà lai ha. Thì các bạn cứ lấy ngang cái đỉnh ngực, đặt ngang cái phần ngực này, đi thẳng qua, đi gạch thẳng qua luôn. Gạch thẳng qua luôn ha. Mình lấy cái vị trí này để mình làm cái cua của cái áo bà lai đó. Cài nút á, thì nó sẽ lên trên đây là mấy xăng. Khi cài nút nó lên đây là 4 xăng nè. Nhưng mà khi mình đánh cái cua này á, là mình đánh bắt buộc phải đánh lên như vậy để chi? Để vô cái cua nó không có bị gắt. Không gắt á, mình bo cái miếng giải thẳng, mình bo cái miếng giải là giải xuôi, cho nên là chỗ này mình đi lài thật là lài chứ không có đi gắt được. Bây giờ bắt đầu cái chỗ này mình đánh cổ tim ra đây. Vẽ cổ tim ra đây. Nha, vẽ cổ tim ra đây. Rồi ở đây là nó có đường may rồi nè. Vẽ cổ tim ra ngoài luôn chứ. Cổ tim ra ngoài luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đánh cái vòng này làm như thế nào, các bạn đánh cái vòng này cho thật là tròn. Nó tròn mà nó tròn theo kiểu mướt á, nó thon nó chứ nó không phải là mô. Thì ở đây mình sẽ lượn vô một chút xíu nè. Cái đỉnh cái điểm này nè ha, mình lượn vô khoảng chừng mình chia làm 4 ra đi, chia làm 4 ra đi. Cái này là 22, làm 4 là 38 nè. Cố chia làm 3. 38 24. 7 phần rưỡi. 15. 23. Bằng 23 ha. Rồi mình sẽ đánh cái chỗ này nè, hơi bầu nhẹ. Bầu nhẹ vô 5 ly thôi nha, 5 ly thôi. Rồi các bạn vuốt cái này ra cho thiệt là mỏng. Rồi càng mỏng càng tốt, vuốt đúng 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 vuốt vuốt mạnh vuốt vuốt uống cho nó thiệt là nè, cho nó thiệt là meo xuống luôn. Nó thon, cái chỗ này nó không có gãy nha, nó không có u ra, nó không có u ra nhiều. Cái cổ bà lai mà chỗ này u ra quá là các bạn bo nó không được, lúc cài nút không được nha. Đi nên vuốt nó thiệt là mỏng. Ở đây là mình bo ra một miếng đó nè, bo ra một miếng 3 xăng á, 2 xăng rưỡi á, bo ra đây, cho nên là khi cài nút là cài ở đây. Rồi, như vậy là mình cắt nha. Mình sẽ xếp cái con lại, xếp cái con của cái lai này lại nè. Chào đường tím bằng lăng nè, chào chị Lễ Ái nha. Thank you.
rồi mình đặt cái thân sau với thân trước lên, mình gọt lại cho nó khớp với nhau. Đó, nó khớp với nhau rồi ha. Hai cái nó khớp với nhau rồi, mình gọt cái sườn. Rồi vậy là xong nha, gắn bên vô. Rồi cái cổ bà lai này nè, bà lai này mình sẽ làm một cái miếng dải xuôi. Dải xuôi nhưng mà nó phải đo luôn từ bên đây qua tới bên kia. Chắp hai cái dây lại nè, chắp hai dây là cho đúng đường may của nó là 2 xăng, một bên 1 xăng và chắp lại là 2 xăng nha. Chắp lại, các bạn thấy chỗ này nó tròn không? Nó tròn như thế này nha. Bo cái cổ nó vô mới êm. Bo cái cổ nó vô mới êm chứ nó đừng có gãy. Ví dụ như khoét cái cổ này mà nó gãy vô vậy nè, nó gãy vô như vậy nè. Mình nói ví dụ là mình vẽ ví dụ thôi. Cái cổ này nè mà mình khoét nó không khéo á là nó sẽ gãy như vậy nè đó. Nó gãy vô như vậy nè thì mình vô cái cổ nó sẽ không êm được, nó chỗ này nó sẽ bị giật ra và nó không có đứng lên mà nó chành bành ra kỳ lắm nha. Cho nên mình khoét như thế nào mà cho cái cổ này nè nó tròn như thế này. Mình ghép cái cổ là nó tròn được như vậy á, vô nó mới êm. Rồi mình sẽ đo là mình đo cái cổ này, mình đo cái chiều dài của cái cổ này bao nhiêu, là mình chừa cái miếng vải dài á, mình chừa cái miếng vải dài mà dễ xuôi theo biên á nha. Nó đủ từ bên này tới bên kia luôn. Đây là dài 77 năm thì là 1 mét, dài là 1 mét 55, tức là từ cái vòng cổ, từ cái lai bên đây nè, vòng qua tới cái lai bên kia là 1 mét 55, thì mình sẽ cắt một cái miếng dải dài 1 mét 55 chiều dài. Bề ngang thì là bề ngang thì là mình sẽ bo là 2 phân rưỡi, mình bo 2 phân rưỡi thì cắt 5 phân với 2 phân là 7 phân nha. Bề ngang là 7 phân mà bề ngang này 7 phân nè, mà bề dài nó là 155. Còn nếu mà không có dải, không còn dài á, thì mình có thể nối đằng sau lưng được, nối ngay cái điểm đằng sau lưng này nè, nối ngay cái điểm này. Thì bây giờ mình chỉ cắt là 77 xăng rưỡi cộng với 1 phân đường may là 78 xăng rưỡi thôi. Chiều dài nó 78 xăng rưỡi thôi, nhưng mà mình phải cắt là 2 miếng. Bề ngang nó 7 xăng à. Chiều dài này là 78 phân rưỡi, chiều dài 78 rưỡi, bề ngang là 7 phân, mà cắt 2 miếng như vậy nhân đôi, nhân 2 á. Miếng này là 78 xăng, nhân đôi nè, nhân 2 nè. Này là bo của cái cổ.
may á, nếu mình may quen thì mình để mình canh cử mình may luôn, còn không á, canh cử được á, thì bắt buộc phải vẽ đường may. Thì các bạn cứ vẽ vô đây 2 xăng đó, đường may nó vô 2 xăng vậy đó. Rồi bây giờ mình chia ba cái đoạn này ra để mình làm tay nè, làm nách tay 24 là 8, 16. Rồi các bạn làm lấy vô đây cho mình là chi giữa này ra 8 là 4 nè. Này vô đây 5 ly nè. Này vô đây ra đây 2 xăng rưỡi nè. Nó 3 điểm nha. Từ đây chia đôi cái đoạn này ra, đây là đây chia đôi đoạn này ra là lấy vô 5 ly. Hay cái điểm này nè, lấy cái điểm thứ 3 nè, lấy ra 2 xăng rưỡi. Rồi các bạn sẽ đánh cái vòng tròn này. Đối với những bạn mới á, thì đánh cái vòng tròn mình hơi khó. Mình sẽ có dùng tới cái cây thước cong như thế này. Mình vẽ từng đoạn lên. Chỗ này thì mình vẽ bung ra hết đường may bên ngoài luôn, vẽ tới bên ngoài đầu giấy luôn nha, tại vì chỗ này là mình chừa một phân đường may nè, mình vẽ cho chùm ra ngoài luôn đó, mình vẽ cho chùm ra ngoài luôn như vậy. Rồi các bạn vuốt lại bằng thước. Rồi giờ mình cắt ra. Mọi người mở ra, mở cái tay ra. Chào nương vỏ. Chào mọi người nha, mở cái tay ra. Mình sẽ giảm nè, mình giảm từ cái chỗ đỉnh tay nè. Đỉnh tay nè ha, cái đường xếp á, đỉnh tay. Mình sẽ làm, mình sẽ đánh dấu là bên này là thân sau đi. Bên này thân sau mình không có đụng tới. Bên này thân trước thì mình chia khoảng bầu nhất nè, khoảng bầu nhất, khoảng giữa giữa của này mình lấy vô một xăng. Mình dép từ dưới này mỏng, mỏng 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 từ từ lên đó, mình giảm một xăng này đi. Rồi mình để kéo mình gọt cái phần này đi, đây là cái phần giảm của thân trước, tay mình giảm thân trước nha. Đó mình bấm dấu, mình làm một dấu thân trước nha. Còn cái này là chừng nữa mình vô là thân trước nè, cái này là thân sau nè. Rồi đây là xong cái tay. Cái phần đầu tay này là của tất cả các tay, nó là gọi là tay cơ bản luôn, cho nên là tất cả các tay mình, tay mà không có dúng này nọ thì mình cắt kiểu này hết, mình cắt giống gì giống nhau hết nha. Rồi đó, cái áo cổ bà lai chỉ có vậy thôi. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người thành công khi xem cái clip này và hiểu nha, hiểu xem cái clip này. Chúc mọi người thành công nha. Nếu các bạn thực hành mà không hiểu gì thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới ha. Mình sẽ up cái clip này lên cái kênh YouTube. Mình sẽ up cái clip này lên cái kênh YouTube nha, để lưu lại cho mọi người dễ coi. Nếu mà ai có coi lại thì lên cái kênh YouTube mình coi, tại vì cái này nó sẽ, nó có thời gian nó sẽ được tự xóa đi ở trên cái group này nè, là thời gian nó sẽ tự xóa đi, chứ nó khoảng 30 ngày là nó xóa mất. Rồi mấy chị nào muốn coi lại á, Nguyễn Mai, chào Nguyễn Mai nha. Mấy chị nào muốn coi lại thì lên cái kênh YouTube của em nha, lên kênh YouTube của em coi lại. Nếu chưa thuộc thì lên cứ lên cái kênh YouTube là coi rồi học tiếp. Rồi, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chào, bye bye.